Tao đã nói rồi, mày biến đi. Mặt mo quá vậy. Đỡ đi, tiếp tục đi My. Em không phải là My, có được không anh? Vậy thì kể từ ngày hôm nay, em sẽ là của một mình anh thôi. Ai không được với em thì được. Ê, khoan đã. Sao vậy? Sao em làm anh mất hứng vậy? Nhưng mà em muốn có một điều kiện. Điều kiện gì em nói đi. Điều kiện gì em cũng cho đúng. Nói đi. Bây giờ em đừng có sợ gì hết. Mình công khai, không sợ thằng nào con nào hết. Có ý kiến gì không giám sát? Đi em. Đêm nay xả láng. Cảm thấy khó chịu rồi đúng không? Đi vô bà. Ừ, đi. Tôi nghĩ người cảm thấy khó chịu phải là cô mới đúng chứ. Cái gì tới thì nó phải tới. Có nỗ lực ngăn cản cũng vô ích thôi. Nếu như là trước đây thì cô đã lồng lộn lên rồi. Vì hôm nay không phải hôm qua, và thế cờ cũng đã thay đổi rồi. Vậy chắc chắn là cô đã có một âm mưu gì đó rất ghê gớm, đè nén cơn ghê của mình lại, cho nên cô mới dễ dàng để Hải lé cặp bồ như vậy. Anh tới đây kiếm ông Mười để đánh cờ hả? Tôi đi đâu đó là quyền của tôi. Tôi nhắc lại cho cô nhớ, tôi bây giờ đang là gì. Ngọc á, thì đã theo Hải. Ông Mười nhiều chuyện thì đã về sớm. Vậy thì hai nạn nhân như chúng ta có nên đồng cảm với nhau một bữa hay không? Tôi không phải Hải Lé, đừng mong lợi dụng điều gì ở tôi. Thank you.
Em làm cái gì vậy? Em đang gọt táo cho anh ăn nè. Không phải là tối hôm qua anh mệt quá hay sao? Công nhận tối hôm qua em làm anh mệt thì. Nè, anh đừng có nói với em á là anh mệt quá rồi anh quên là đã hứa gì với em tối qua rồi nha. Không bao giờ. Có em là động lực để anh hạ con diệm. Nhiều khi anh luộc nó luôn cũng không chừng. Không cần anh phải làm như vậy. Chỉ cần con diệm nó trả đủ những gì nó nợ em, như vậy là đủ rồi. Anh sẽ lấy luôn cả vốn lẫn lời cho em. Anh làm được rồi mới nói nha. Anh xin thề, kỳ này anh không làm gỗi nữa. Anh không còn là đàn ông nữa. Nếu không còn là đàn ông nữa thì đừng có hòng đụng tới em nha. Tính gài hàng anh hả? Anh đã đưa nó lên được vị trí như bây giờ thì anh cũng sẽ hạ nó xuống đường để đưa em lên. Đó không phải là cách trả thù tốt nhất hay sao? Tại vì má em hay tin em với Hai Hiền gặp nạn cùng một lúc. Quá sốc, má em không có vượt qua nổi. Mai mốt anh dẫn đi shopping tiếp. Bây giờ là chỉ có dạo đầu thôi. Còn cái điện thoại này á, anh mua là chỉ được gọi cho anh thôi, không được gọi cho ai khác, nghe chưa? Gọi cho ai? Là thằng nào? Là mấy thằng khách của em đó. Thằng nào mà không có xin số em không bao giờ cho, nhớ không? Em biết rồi. Điện thoại anh mua em chỉ để dành lâu lâu gọi về thăm gia đình thôi à. Vậy mới được chứ. Ông Hải dám cả gan đem con nhỏ nào về vậy? Tao thấy con nhỏ này quen quen. Hình như là... Là cái gì mày? Mày mới nói ai con này con nọ vậy? Hả? Dạ. Mày hả tụi mày? Thôi đi anh. Tụi nó không biết thì không có tội. Bỏ qua đi anh ha. Từ bây giờ chị Ngọc muốn đi đâu thì đi, muốn làm gì thì làm, nhớ chưa? Dạ, dạ. Nhưng lỡ như chị Diễm... Ở đây không có con Diễm nào hết. Tụi bay là đàn em của tao hay là đàn em của con Diễm? Dạ, anh là đại ca của em. Tốt. Chào chị Hải cái coi. Chào chị Hải lé. Không có lé, tao mới lé. Dạ, dạ chào chị Hải, chị không Hải có lé. Cái đầu bò của mày.
Ở đây chị Hải nào, ở đây. Thì anh Hải kêu tụi em. Mày á, thôi được rồi, cứ kêu tôi giống như mọi ngày đi. Nhưng mà nhớ những gì nãy giờ anh Hải nói nha. Dạ. Mày nghĩ mày là ai hả? Vậy chị nghĩ chị là ai? Tao là chủ của mày, chứ là ai? Từ đây sắp tới không còn như vậy nữa. Mày, mày dám thách thức tao hả, con quỷ? Thì sao? Từ đây sắp tới, có anh Hải chống lưng cho tôi rồi, tôi còn sợ gì chị nữa? Có đúng không anh? Đúng. Bà liêu hồn đó, còn ăn hiếp Nhỏ Ngọc nữa hả? Tôi không tha cho bà đâu, rõ chưa? Dẹp ba cái trò ra qua lấy điểm đi. Con này chẳng qua chỉ là công cụ tình dục của ông thôi, đúng không? Không, là vợ sắp cưới của tôi. Vợ? Cưới hồi nào mà vợ? Vậy chứ bà tôi cưới hồi nào? Bà cũng bô bô cái miệng nói là vợ của tôi hả? Bà nói như vậy để bà giành vị trí này đúng không? À, thì ra ông nhắm nó để thay thế vị trí của tôi đúng không? Lâu lâu mà mới nói đúng một câu á. Còn nhiều trước quốc hết. Đi bà xã. Tụi bay, tụi bay, theo ta hay theo Hải Lé? Dạ, em theo chị Diễm. Đứa nào mà không theo anh Hải thì đứng yên tại chỗ. À, ở đâu đâu? À, cái gì vậy? Lộn chuồng. À, à, quên. Đi tụi bay. Dạ. Mày hả mày? Hù cao à? À, anh Tính hả? Anh đang ở đâu vậy? Em cần gặp anh gấp. Thank you.